Từ thời xa xưa thì ông bà ta đã biết sử dụng quả, hạt cau để nhai chầu, giúp phá tích trệ, tăng cường tiêu hóa. Hoa cau dùng để chữa ho. Riêng với bộ phận rễ cau thì có phần đặc biệt hơn bởi tác dụng vượt trội của nó là có thể hỗ trợ và điều trị các bệnh như là điều trị bệnh liệt dương, hỗ trợ điều trị bệnh yếu sinh lý, chữa thận hư, phù thủng, hỗ trợ điều trị bệnh hen suyễn, phù thủng, hỗ trợ điều trị chứng tiểu nhắt, tiểu xón. Rễ cau là một vị thuốc điều trị bệnh liệt dương, yếu sinh lý đã được ông bà ta sử dụng từ bao đời nay nên rất là thích hợp cho những đối tượng sau đây. Nam giới bị liệt dương, yếu sinh lý, người bị thận hư, phù thủng, người mắc bệnh hen suyễn, người mắc chứng tiểu đắt, tiểu xón. Cách sử dụng như sau. Theo kinh nghiệm dân gian thì rễ cau có tác dụng chữa bệnh hiệu quả nhất là khi phần rễ cau có màu vàng trắng. Hiện tượng này xảy ra khi trời sắp mưa to. Lúc này thì ta chỉ cần dùng dao cắt lấy phần rễ màu vàng trắng nổi trên mặt đất. Lấy mỗi đoạn dài từ 1,2 đến 2 cm, đem chẻ nhỏ, rửa sạch, phơi khô rồi xoa vàng hạ thổ, có thể sử dụng để làm thuốc. Tùy từng trường hợp mà rễ cau có thể sử dụng độc vị hoặc là kết hợp thêm một số vị thuốc khác để nâng cao hiệu quả chữa trị. Bài thuốc chữa yếu sinh lý thì mỗi lần bạn dùng từ 50g sắc với 200ml nước, sắc cạn còn lại 50ml nước, uống trước khi quan hệ 30 phút. Để chữa bệnh liệt dương thì dùng khoảng 50g rễ cau đã xoa vàng sắc với 400ml nước, còn lại 100ml nước chia làm 2 lần uống trong ngày. Công ty Thảo Dược Đức Thịnh có bán rễ cau chất lượng với giá là 150.000 đồng một ký, cam kết là bao đổi trả hàng nếu là sản phẩm kém chất lượng. Chúng tôi có bán rễ cau tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Cà Mau, Long An, v.v. Khách hàng mua rễ cau thì có thể liên hệ qua số hotline là 0904 079 719 hoặc đến trực tiếp cửa hàng trà Thảo Dược Đức Thịnh ở địa chỉ là 290 Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ạ.